Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc các bạn nhé. CC đọc được vài bình luận của các bạn, cho nên là CC nghĩ là thôi xuống làm luôn video này. Vì đúng cái lúc cái câu hỏi này cần được trả lời. Thì bây giờ câu hỏi đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe. Không phải là một bạn mà CC thấy rất nhiều bạn hỏi CC câu này nè. Chị ơi, em thấy đó là chị review rất nhiều, chị làm cho em bị tẩu hỏa nhập ma luôn, cho nên là bây giờ đó chị hãy giúp cho em và cũng có thể là cho nhiều bạn. Sáng ngủ dậy chị bắt đầu làm việc gì? Chị có thể chia sẻ được như vậy hay không để tụi em bắt chước theo chị? Thành ra CC nghe cũng cảm thấy thích vì có người đã đồng cảm với CC, có người thích được cái cuộc sống của CC. Các bạn muốn được cùng với CC chia sẻ một ngày của chúng ta như thế nào. Vì các bạn biết sao không, khi mới vừa mở mắt ra thì ai cũng phải còn ngái ngái ngủ một chút, còn nằm nướng một chút. Cho nên việc đầu tiên chúng ta nghĩ tới là gì? Chỉ là ơn trên đã ban cho chúng ta một giấc ngủ ngon. Và bây giờ tiếp tục là một năng lượng mới cho một ngày mới. Khi các bạn mới vừa mở mắt ra là các bạn không nên, lớp trẻ CC không nói nha, CC nói từ cái tuổi khoảng 40 của CC trở lên ha. Khi các bạn mới vừa mở mắt ra thì các bạn phải nằm ngay tại giường của mình chừng 1 phút. Sau đó các bạn ngồi dậy, ngồi xuống giường, để hai chân xuống ngồi như vậy đi. Cứ việc ngồi bình thường như vậy nè, ngồi bình thường. Cho CC chừng 30 giây hoặc 1 phút gì cũng được. Sau đó các bạn hãy đứng lên ha, và đi vào restroom rửa mặt. Cái đó là bác sĩ dặn CC đó. CC có bác sĩ gia đình, ai bên Mỹ này cũng có. Mình không hỏi thì bác sĩ sẽ không nói, mình cứ việc hỏi thì bác sĩ sẽ nói. Thì đó là cái CC chia sẻ cho các bạn biết. Nói tóm lại một chút nữa, nhanh hơn một chút ha. Tức là ngủ dậy 1 phút, nằm ở trên giường. Thay vì nằm không thì hãy nghĩ tới Thiên Chúa hoặc là Phật. Các bạn đạo nào thì các bạn nghĩ tới như vậy. 1 phút thôi, nhắm mắt cũng được, mở mắt cũng được. Và sau đó ngồi dậy thì ngồi ở trên giường mình khoảng 30 giây hoặc là 1 phút gì đó rồi hẳn đứng lên. Chứ đừng có đang nằm như vậy rồi bật dậy một cái đi luôn. Rất nguy hiểm nha các bạn, rất nguy hiểm luôn đó. CC có một người mẹ của người bạn đã bị rồi, nhưng mà thôi sáng sớm không muốn nói ra ha, bà cụ cũng bị lâu rồi. Tuyệt đối nha, tuyệt đối luôn, này bác sĩ dặn luôn. Khi bạn ngủ dậy hãy thư giãn cho mình chừng 1 phút. Sau đó đứng dậy đi vào bên trong, rửa mặt, đánh răng, tắm gì đó. Chứ đừng có đang nằm bật dậy một cái đi là no, no good, ok. Rồi khi CC vào tới trong restroom thì làm gì? Ngắm mình ở trên gương, mới vừa ngủ dậy xấu xí như thế nào. Để làm chi? Tại sao mình phải ngắm mình ở trên gương? Để mình nhìn ra cái xấu của mình khi ngủ dậy. Bạn phải nhìn, khi đánh răng là bạn ngắm bạn được ở trong gương rồi. Thì bạn mới thấy được bạn bị cái khuyết điểm như thế nào, bạn ra sao. Khi bạn nhìn ra cái khuyết điểm rồi thì ngày hôm đó bạn sẽ thấy ồ, bữa nay mình bị cái chỗ này ha, ok rồi để đó đi. Chỗ này của mình bị cái gì vậy ta, bữa nay nó làm sao chỗ này vậy, ôi trời ơi chết rồi, ở đây nổi cái mụn hoặc là gì đó ha. Bị cái khuyết điểm nào là lúc bạn đánh răng bạn nhìn vào gương là bạn thấy. Xong để đó đi, để những cái khuyết điểm nào mà ngày hôm nay bị đi. Đi vào bên trong, ở nước, tắm. Khi bạn tắm là bắt đầu bạn suy nghĩ rất là nhiều. Ồ chết rồi, hồi nãy mình thấy chỗ này nè, nãy mình thấy chỗ này bị nè, gì đó, mụn nè, rồi. Thì khi bạn tắm ra là người bạn sạch sẽ, thơm phức, đúng không? Lau người cho thật khô đi các bạn. Rồi sau đó bắt đầu cầm cái quần lót của chúng ta lên. Và đây là hộp phấn, rắc vô trong cái đáy quần, rắc vào. Xong rồi phấn nó đã rắc vào trong cái đáy quần của chúng ta rồi, quần lót đó. Bắt đầu phẩy, phủi đi. Sau đó mới mặc vào trong người. Rồi sau đó sấy tóc. Sấy cho khô, đừng để tóc ướt. Để tóc ướt rất dễ bị nhức đầu ha. Đây là cái chai lotion CC xài ha. Và đây là cái chai sữa tắm. Các bạn thấy không? Một chai như vậy nó đặc lắm luôn á. Xài chai này chắc CC nghĩ xài cũng 3 tháng hơn rồi các bạn. Nè, mà còn nhiều như vậy nè. Đặc lắm. Vài giọt thôi à các bạn là đủ rồi. CC thì thích xài theo bộ. Có nhiều người không thích nhưng mà CC thích ha. Đó, đây là sữa tắm. Và đây là lotion. Nhưng đặc biệt lotion, bất kỳ loại lotion nào bạn cũng chỉ có thể dùng cho ban đêm. Vì ban ngày mà bạn sức lotion vào người bạn, bạn đi ra nắng, nắng Việt Nam hay nắng Mỹ cũng như nhau. Trời ơi, CC nói hả, bạn đi rồi bạn biết. Đi 1 tiếng đồng hồ ngoài nắng thôi, trời đất ơi, cái da bạn nó như là then vậy đó. Nó sẽ đen, thật là đen. Nhưng cái đen đó đen đẹp lắm. Nó đen mà nó đen đều hết luôn. Nhưng mà nhiều người không thích đen. Cho nên CC nhấn mạnh với các bạn là CC nói thẳng với các bạn luôn là nó đen nha, nó đen. Thí dụ như CC là da CC mỏng lắm. Những cái tháng mùa đông ở trong nhà, khi mà hết mùa đông là CC chuẩn bị cho mùa hè để đi du lịch. Thì đi ra nắng đó, cái da CC nó trắng lắm. Cho nên là CC không có thích. Đó là lý do CC mới xài. CC bôi lotion, ngủ một đêm, sáng ra không tắm, để như vậy luôn, đi vòng vòng ở ngoài nắng khoảng 1 tiếng để cho da CC nó nâu lại, rồi sau đó mới tính sau. Chứ trắng quá CC không có thích. Các bạn biết không, khi cái chai này đó bạn xức vô rồi, nó ăn lên người các bạn rồi, thì những cái giống như là bây giờ da CC nhiều màu lắm ha, trắng nè, vàng nè, nâu nâu nè, đen nè, đủ các thứ hết. Tại vì đi chơi về đó nó chưa có ra hết đâu các bạn, cũng phải cả nửa năm. Nhưng mà đâu có sao, đối với CC khỏe mạnh là good, còn trắng trẻo đẹp thì tính sau, ok. Đó, thành ra đó là lý do CC nhấn mạnh với các bạn, lotion chỉ xài ban đêm và sáng ngủ dậy phải tắm cho nó ra hết cái lotion này mới đi ra đường. Còn nếu không các bạn sẽ bị đen, mà cái đen là làm cho rất nhiều chị em phụ nữ sợ, nhưng CC thì không sợ. Đó, dặn kỹ nha, rồi đừng có đổ thừa. Chị ơi, sao em mua của chị em sức lên em bị đen quá này nọ, no way, ok. Không được đổ thừa là tại CC đã dặn kỹ các bạn rồi. Lotion, bất kỳ lotion của nước nào chứ không phải là của Mỹ, nước nào cũng như vậy. Tại vì sao? Vì người ta làm ra một cái hương thơm, một cái mùi thơm để cho bạn sức lên người, để bạn nằm bạn tự hưởng thụ. Cái gì nó cũng có cái good của nó và nó cũng có cái không good, nhưng mà chúng ta xài đúng nó sẽ là good. Thí dụ như ngày mai biết là sáng sớm không có dậy kịp đâu, cho nên là đêm nay không cần sức lotion, sức phấn đi. CC có review cái hộp phấn rồi đó đúng không? Thành ra cứ thay đổi nhau mà xài, chứ đừng có xài hoài một thứ cũng nhàm chán ha. Đó, bây giờ xong nha, dặn kỹ cái vụ lotion rồi đó. Rồi, ban ngày thì bây giờ sức cái gì? Không sức thì ra đường da nó sẽ khô. Mà đi nắng lâu quá như CC thì chút xíu da mình nó giống như là nó bị bụi nè, rồi nó bị nắng nè, nó giống như là nhìn nó sẽ bị mốc mốc, nhìn không đẹp, xấu. Cho nên chúng ta cần phải làm gì? Thì đây, cái này CC gửi về rất nhiều rồi đó. Bạn nào mua được hay là chưa mua CC không biết, nhưng mà CC gửi cái này là gần 50 chai lận. Để CC hỏi em Sa coi em Sa còn bao nhiêu chai. Bên Hồng Ngọc đó, mẹ Hồng Ngọc cũng mua để gửi về cho Hồng Ngọc, bán nhiều lắm đó. Cái này là các bạn rất cần luôn, rất là cần. Cần còn hơn cái lotion. Lotion này là để hưởng thụ. Cái chai này đó là sức khỏe và da. Thí dụ như bạn không xài lotion ban đêm thì bạn xức cái chai này, rồi bạn lên giường, bạn nằm, bạn ngủ cũng được. Nó có rất là nhiều cái tên. Thí dụ như tối hôm nay bạn làm việc nhiều quá nè, bạn hơi bị nhức đầu một chút, thì bạn sử dụng đúng với cái chai mà nó về cái nhức đầu. Thì khi bạn xức lên rồi trên người bạn, nó sẽ cho bạn một giấc ngủ rất tuyệt vời là chai này. CC nghĩ đó, các bạn nào mà tiền bạc hạn chế một chút, thay vì các bạn mua chai này lotion để sức cho người các bạn thơm. Vì các bạn nghĩ nó thơm, các bạn thích, đa số là các bạn xài lotion không à. Thì CC khuyên các bạn khoan hẳn mua chai này, mua chai này nè. Chai này mới rất là quan trọng cho các bạn. Vì sao? Vì nó vừa đẹp da, nó vừa dưỡng da, nó vừa tăng cái sức khỏe cho các bạn. Thí dụ như các bạn bị nhức đầu, hoặc là các bạn không thích cái loại nhức đầu này, các bạn thích một cái mùi thơm gì đó, thì nó vẫn là cái mùi thơm ở trên người các bạn. Chai này CC nói thật rất quan trọng cho chúng ta đó. Các bạn nào mà tiền của các bạn hạn chế đó, mua chai này trước, cũng đâu có đắt đâu, nhiêu quên rồi. Các bạn nào có khả năng thì ban đêm lotion, ban ngày cái chai dầu này. Các bạn nào hạn chế một chút thì mua chai này trước đi ha. Thì bây giờ CC đó nói là làm luôn, chính là CC sử dụng đó. Bạn nào thích thì cho CC biết, CC sẽ mua và gửi về, rồi các bạn liên lạc với anh Sa để mua lại ha. Thì bây giờ CC sẽ cho các bạn xem chính là CC xài. Bây giờ ban ngày nè, đi ra nắng nha, phải đi đón cháu ngoại đi học về, không có dám xài cái này. Xài nè, các bạn đổ ra tay mình. Trời ơi, chết rồi, đổ nhiều quá. Ít thôi nha các bạn, đừng có nhiều nha. Bôi, bôi lên một cái là đầu nó xông lên tới trên óc các bạn, một cái mùi tuyệt vời. Chân nha các bạn, các bạn thấy không, khi bôi vào đó nó bóng, da các bạn nó bóng lắm luôn ha, và nó thẩm thấu vô trong da các bạn liền luôn. Nhất là những người lớn tuổi giống như CC, hai cái mu bàn tay nhớ bôi vào nha. Mặc dầu nó không phải là hand lotion, hand lotion thì bôi vào ban đêm ha. Bôi vào hai cái mu bàn tay, nó bóng và nó có thể làm mất những cái đồi mồi. CC bị đồi mồi đó, mà CC xài từ từ nó lợt nè. Nhất là ở những cái cù chỏ tay nha các bạn. Cù chỏ tay chúng ta đó, nó hay bị chai. Dầu là chúng ta đâu có đụng gì tới đâu, nhưng mà CC thấy đôi khi nó cũng bị sần sần, nó bị chai đó, nhất là cái mùa hè đó. Cho nên hãy bôi vào cái cù chỏ để cho da nó mềm ra ha. Đó, các bạn thấy không? Đâu có dính gì đâu, đâu có dầu, đâu có dính gì đâu. Nó thẩm thấu vô da chúng ta liền luôn. Ra nắng cỡ nào các bạn cũng không sợ, không sợ bị bắt nắng luôn. Và nó không phải là chống nắng nha các bạn. Đêm thì các bạn ra nắng nhiều quá thì nó cũng bị ít ít, nhưng mà nó không phải là dễ sợ như cái này đâu ha. Cái này là đen thui luôn á. Đó. Đó, nắng, bụi và những cái gì đó nó mà đụng vô da các bạn là nó sẽ văng ra. Là tại sao? Vì nó trơn, nó bóng nè, khó có cái gì bám vô với các bạn được lắm. Nhất là bụi bặm, khó lắm. Đó, mùi á, thơm, thật là thơm luôn. Lavender mà, trời ơi, thật sự là tuyệt vời luôn đó. CC sức chống nắng ở trên mặt rồi, cho nên CC ấy một chút thôi. Trời ơi, mê luôn các bạn ơi, thơm lắm. Có bị nhức đầu một chút hửi cũng phê nữa đó, thơm lắm, thích lắm, tuyệt vời luôn á. Chết rồi, quên, nãy giờ nhiều chuyện thấy không, không chịu chà cái chân, nhưng mà thôi nó thẩm thấu vô hết trơn. Nhớ nha, đầu gối nha, đầu gối nè, thêm chút đi, mùa này á, nắng đó, da nó bóng nè, nó sẽ làm cho da mình mềm mại. Đầu gối và hai cái mắt cá chân nha các bạn. Những cái chỗ nào mà các bạn thấy nó xấu xấu, nó cứng cứng á, nó chai chai đó, chà hết vô cho CC. Đó, ở trong người CC đó, CC sức rồi. Tại vì hồi nãy tắm xong không có mặc đồ đó, sức rồi. chừa lại hai cái tay, hai cái chân để xuống đây làm cho các bạn xem thôi. Đó, coi như là xong. Mặc đồ vào người, không có dính ra đồ gì cả. Tuyệt vời. Thế là các bạn đi thôi. Đó là xong đó. Đó là những gì CC chia sẻ một ngày của CC. Ngủ dậy và bước ra đường. Bây giờ CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.